Tại sao một đứa con từ trên trời rơi xuống? Rơi đâu không rơi? Tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày phải lo xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi. Để từng ngày tiếng à ơi, bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha dù lần đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng làm. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì chưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quen ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ thành người hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa chắc con chúng ta. Anh Bảo. Ê, em ngồi. Dạ, chào anh. Trời ơi, nhà hàng lãng mạn quá. Sao anh không nói em sớm, để em mặc đồ cho nó đẹp. Vi không cần phải mặc đẹp, Vi cũng không cần phải sửa soạn thật là nhiều. Bởi vì trong mắt anh, Vi lúc nào cũng đẹp. Trời, anh Bảo khéo quá. Vi ăn cái gì? Hôm nay anh mời. Thôi, đi ăn với anh á, lúc nào anh cũng mời hết trơn á. Ngại muốn chết luôn à. Thôi đi chào này em mời cho. Ê, đâu có được. Đi ăn với phụ nữ á, đàn ông phải trả tiền là chuyện hiển nhiên mà em. Đối với anh là hiển nhiên, nhưng mà đối với em á, em ăn hoài thấy kỳ lắm luôn. Thôi không sao đâu, chào này em mời cho nha. Vậy thì anh không khách sáo nha. Ừ. Đi ăn gì? Dạ, em ăn cái gì cũng được. Em ơi, dạ. Trời đất ơi, sao cái gì cũng mắc hết vậy? Thầy để anh gọi mấy món nào mình ăn chơi chơi nha. Dạ, nhẹ nhẹ anh. Dạ. Ừ. À, cho anh hai con tôm hùm. Gan ngỗng đút lò, hai phần. Mình uống rượu em ha. Rượu hả? À, có rượu nào mà nhẹ nhẹ không anh? Đây, cho anh một chai rượu vang năm 1985 em nha. Em ăn gì gọi đi. Em ăn chai. Dạ. Em ăn chai hả? Dạ. Đây, nhà hàng phía sau có đồ chai nè. Cho chị chai nước suối đi cơ. Em ăn chai. Rồi, cứ vậy nha, cảm ơn em. Cảm ơn. Mình có discount không? Vi, để anh tính cho. Thôi, em trả cho. Anh mà trả là em giận anh á. Anh cảm ơn Vi nha. Bữa ăn hôm nay ngon lắm. Nhưng mà Vi nè, lần sau á là phải để anh mời nghe không? Trời đất ơi, đâu còn nhiều đâu anh. Có 2-3 con tôm hùm, gan ngỗng gì, chai rượu nữa. Đâu sao đâu, lâu lâu mới mời anh mà. Dạ. Chị Vi đi ăn với anh Bảo sang quá ha. Còn trả tiền nữa chứ. Hả? Cái gì? Chị Vi xài sang vậy luôn hả? Ừ. Ở ngoài thì sang lắm, còn ở nhà thì 9 sách 10 sách, thắt lưng buộc bụng đồ. Ủa, hai đứa y cha, sao ăn mì vậy? Không ra ngoài đầu đường ăn hủ tiếu kìa, ngon lắm. Thôi
Thôi, tụi em ăn mì gói để tụi em để dành tiền đi ăn hải sản, ăn tôm hùm đồ. Đúng rồi, tụi em sẽ rủ thêm Winner là một người bạn, là con trai đi ăn chung. Không phải đâu. Chị thật ra là bất đắc dĩ thôi à hai đứa. Thôi đi người chị nhẫn tâm. Em Út á thì ở nhà mỗi ngày chị cho được có 20 ngàn, còn bản thân mình á thì xài tiền triệu để đi bao người nào đó. Đúng rồi, nếu như á mà em cũng có vô tình thấy được cảnh tượng này á thì chị định xỏ mũi em với việc thi tới bao giờ nữa hả chị Vi? Được rồi, để tụi em ăn mì tôm đi chị. Trời ơi, không phải mà, không phải như tụi em thấy tụi em nghĩ đâu. Thôi bây giờ vậy nè, bữa sau đi nha, bữa sau chị dẫn hai đứa đi ăn chung với anh Bảo luôn ha. Chị hứa rồi nha. Ok đi nha. Không, em không đi đâu. Sao vợ? Thôi mà, năn nỉ mà. Thôi em không đi đâu. Thi không đi á thì em đi với chị. Đi để coi người đàn ông đó có thay thế được ba của mình không. Làm phiền anh quá, anh công việc nhiều vậy mà còn dẫn tụi em đi ăn nữa. Có gì đâu em, người nhà hết mà. Ăn đi. Dạ. Đào, thích ăn gì thì cứ gọi, hôm nay anh Bảo sẽ tài trợ. Dạ. Rồi, dạ, mời anh à. Cảm ơn anh. Em ăn chay đó, thì em gấp đồ chay cho em. Nè anh. Cảm ơn em. Bao nhiêu vậy anh? Không còn nhiều em. Hôm nay mình ăn nhiều quá không mấy à. Để em share với anh nha. Cái này là Vi muốn đó nha. Vậy thì mỗi người 50. Trời ơi, nãy giờ mình ăn có nhiêu đó thôi mà 5 triệu. Vậy là người 2 triệu rưỡi hả? Xài thẻ luôn hả anh? Dạ. Mỗi thẻ 50 em nha. Cái này là Vi muốn nên anh chiều Vi đó nha. Đúng không, Đào? Dạ. Đây hả là lần đầu tiên trong cuộc đời của em mà em được ăn ngon chứ ăn no căng bụng gì luôn á. Nhưng mà cái quán này mắc quá à. À, nhà anh có chuyện, anh về trước nha. Hai chị tương ăn tự nhiên. Dạ. Anh đi trước nha Vi. Dạ, cảm ơn anh. Còn ăn nữa. Em có biết là ngày hôm nay chị tốn biết bao nhiêu tiền rồi chưa? Ủa, tự nhiên chị hay quá à. Ai biểu chị sĩ diện chi, chị đòi trả 50 đồ. Chị nói lẫy thôi, ai về ông ừ thiệt. Bực mình ghê á. Cứ cái đà này ai dám ra ngoài ăn với ổng nữa. Thì cũng dễ mà chị. Bây giờ nếu như mà chị sợ tốn kém á, hay là tốn tiền oan vậy nữa, thì chị rủ anh Bảo về nhà mình luôn. Mình tự nấu, mình tự ăn, mình tự uống, phải thoải mái hơn không? Được chứ. Ý kiến hay. Yeah. Chị Thi, chị là chị biết em không thích có sự xuất hiện của anh Bảo đúng không? Nhưng mà em cũng phải hiểu cho chị chứ. Chị là nhân viên mà. Làm sao mà chị cấm người ta có tình cảm với chị được. Mà đặc biệt á, anh Bảo là sếp của chị nữa. Chị muốn làm cái bữa ăn ngày hôm nay á, là muốn cảm ơn anh Bảo thôi. Tại vì hôm bữa anh Bảo cũng đã mời chị rồi. Chị nghĩ là mình phải có qua có lại. Em hiểu không? Dạ, em hiểu rồi. Thôi thì nếu mà em thấy không vui thì thôi, em không tham gia cũng được. Thôi thôi, không sao đâu. Em được.
Để em chiên cá cho. Được không? Được, em làm được mà. Đây, em chiên cá cho. Đây, đây, đây. Thôi ơi, kia ngồi đặt rau đi. Em chiên cho. Trời ơi, style đâu mà. Chị có tin là em vừa chiên cá mà em vừa hát được không? Cái này gọi là đỉnh cao. Chuẩn bị lắng nghe chưa? Tính chưa? Ok. 1, 2, 3. Rau về, rau về, rau về. Rau về rồi mọi người ơi, rau về rồi. Hai đứa tập trước đúng không? Dạ sư chị. Đứa này bắt nhịp, đứa này vô hát liền. Hiểu luôn dạ. Này nha, em trả hết khắp chợ. Em đã tìm được những loại rau mà nó vừa rẻ mà vừa chất lượng luôn. Có mua đúng không đó? Đây nha, rau muốn 10 ngàn nè, chầu nèo 30 ngàn nè. Cái này đi 20 ngàn nè, phải không? Hay quá. Quá giỏi. Chị, hả? Mà mình làm tiệc vậy có bèo quá không? Bèo gì mà bèo, mình phải liệu cơm gắp mắm chứ. Ê quên nữa, ê đúng rồi, nhắc mắm mới nhớ. Tí lấy uống mắm của lượm cho đó, ra làm luôn nha. Đúng, cái này gọi là gì? Tiết kiệm. Không biết là mọi người có nghe thấy mùi gì kỳ kỳ không? Đúng rồi ha, nghe mùi nó khác khác. Như mùi khác khác đúng không chị? Ê, cái chảo cá của tôi. Trời, trời ơi, tôi chết rồi. Diện Thi ơi, cá là món chính ngày hôm nay đó. Trời ơi, em không có biết đâu. Chết rồi, giờ sao đây? Trời ơi, mình làm tiệc vậy có ổn không vậy? Hay là bây giờ chị thử từ chối anh Bảo mà kiểu khéo khéo coi. Từ chối sao được mà từ chối. Chị, hay là mình lấy cái lý do con Thi á, nó bị bệnh nặng quá, nhập viện luôn. Ủa, sao tự nhiên lấy tôi sống với bà nhập viện nặng đi? Lấy lại cái lý do đó không được hết, cà khịa cà đồ nữa. Thôi 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 thôi. Thôi đi, hai đứa cà khịa nhau hoài à, bây giờ sao nè? Ai gọi chị? Chết rồi, anh Bảo gọi kìa. Bây giờ nha, bây giờ chị cứ bắt máy đi. Nhưng mà lựa cái lời nào mà từ chối cho nó khéo khéo một tí. Đúng rồi, chị phải lấy lý do cho thiệt là khéo. Chứ không là mình mất cơ hội với người tốt nha chị. Cố lên, cố lên. Dạ anh ơi, Diệt Thi với Đào Đào nó bệnh hết rồi. Dạ. Không có, không có. Ý là, dạ. Hả? Trời ơi, hả? Thiệt hả? Dạ, dạ, ok, ok. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ, dạ em cho anh uống thuốc liền. Dạ, dạ rồi, ok anh, dạ. Chết rồi. Anh nói là anh đang ngoài nhà hàng đợi ba chị em mình á. Anh đặt đồ ăn luôn rồi. Ba chị em mình mà không tới á là anh không có về kìa. Dạ, hai cái bánh pizza của mình là 670.000 ạ. Ủa, sao nãy chị coi thấy 420 mà? Sao nói là mua 2 tặng 1, giờ tính tiền 3 là sao? Dạ, chị thông cảm, tại vì cái gói chương trình đó bên em mới tạm ngưng. Mà bên em có một cái chương trình khuyến mãi mới là mỗi cái hóa đơn thanh toán trên 500.000 á, mình sẽ được tặng 2 cái thẻ cào may mắn ạ. Trời ơi, tặng thẻ cào hoài, có bao giờ trúng đâu. Bao nhiêu vậy? Dạ, 670.000 ạ. 670 hả em? Dạ. À, khỏi thôi, khỏi thôi. Tự nhiên trời đổ cơn mưa. Đây chị mời đó mưa. Chị cũng không định mời đâu, chị định hùng với anh Bảo thôi. Mà tại vì nhà mình đông quá tới 3 người lận. Để anh Bảo trả tiền hoài ngại chết. Nè, mọi người ăn đi. Có gì đâu, anh cũng thích ăn pizza mà. Chị Thi Đào Đào cũng vậy đúng không? Dạ. À Vi, hồi nãy shipper giao gì cho em nữa vậy? À đây nè, đây nè. Thẻ cào trúng thưởng gì đó. Tặng hoài à, có bao giờ trúng đâu. Chắc dục đi cho rồi. Thôi thôi đừng dục chị. Cào đi, lỡ trúng thiệt sao. Thôi đi em ơi, không có trúng đâu. Đây, để em cào trước cho, tay em thơm lắm. Được. Được. Hôm nay xui dữ. Thấy chưa, chị nói rồi. Nè, dục đi. Thôi chị cào đi. Cào thử đi. Trời đất ơi, ba cái này chị rành quá mà. Có bao giờ trúng. Ê, sao? Ê, sao chị? Coi, 50 triệu hả? Gì? Ê, coi chị ơi. Trời, 50 triệu. Đúng rồi nè chị.
50 triệu. Đúng rồi nè chị. Chú làm hai thẻ cào rất tốt. Tôi vừa gửi tiền thưởng xong đó. Chú kiểm tra tài khoản nha. Trời ơi, 50 triệu. 50 triệu. Trời ơi, tôi đang tỉnh hay đang mơ vậy? Nhéo chuyện cái rồi. Dạ. Nhéo ở dưới không nhéo. Đau quá. Trời ơi, 50 triệu.